Căn cứ di chuyển của thú cưng siêu cấp đã đến hòn đảo thiên đường Tahiti, Nam Thái Bình Dương. Đội bay siêu đẳng sao? Giao vị trí đi nào, đội bay siêu đẳng. Trẻ từ chớp luôn luôn đúng giờ. Mình là Ellie, thích phiêu lưu mạo hiểm. Bất kỳ bưu phẩm nào của mình cũng có thể giao được hết á. Cho dù các cậu có đủ cả một đội bay siêu đẳng tập hợp lại cũng không thể chiến thắng được tôi đâu. Để lát nữa xem sao ha. Mình sẽ tìm cho một cái máy ảnh trong vali chứa điều bất ngờ của mình. Mình biết là có một cái ở trong này mà. Chúng ta biết phải làm gì rồi ha. Đội bay siêu đẳng, quân đội siêu cấp hợp nhất. Tới lúc hành động rồi. Phiêu lưu đặc biệt của thú cưng lúc 17:30 thứ ba, thứ năm, thứ bảy từ ngày 2 tháng 11 năm 2023 trên kênh truyền hình CTV và YouTube My Kingdom.